Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 18 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trong các tháng cuối năm. Thành phố Hưng Yên ngăn chặn trồng cây chờ bồi thường đường kết nối di sản. Điểm chuẩn đại học nhiều trường tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng đầu năm, huyện Tiên Lữ đã triển khai các dự án khá tốt với 71% nguồn vốn được giải ngân. Đáng chú ý, các công trình do xã làm chủ đầu tư đã góp phần giải ngân trên 60% tổng nguồn vốn đầu tư công của huyện. Theo đó, trên 233 tỷ đồng được giải ngân, trong đó có trên 140 tỷ đồng được giải ngân từ thu tiền sử dụng đất của các địa phương và nằm trong nguồn vốn đã được phê duyệt trong xây dựng cơ bản. Các dự án này tập trung vào cơ sở vật chất như đường giao thông nông thôn, trường học hoặc nhà văn hóa thôn. Đối với nguồn ngân sách tỉnh và huyện đã giải ngân 93 tỷ đồng, trong đó nguồn huyện giao là 41 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt gần 50% kế hoạch năm. Các công trình điển hình vừa đạt chất lượng và giải ngân tốt do Ủy ban Nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư điển hình như trường mầm non, nhà văn hóa xã Minh Phượng, trụ sở công an xã Trung Dũng và dự án đường nội thị thị trấn Vương. Huyện Tiên Lữ xếp thứ 2 sau huyện Khoái Châu về giải ngân sau 7 tháng thực hiện. Trong hội nghị giao ban giữa tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các huyện cần tập trung nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Trong đó, nếu tiếp tục để giải ngân chậm sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị và chuyển nguồn sang cho các dự án khác. Đường tỉnh 377 là công trình trọng điểm của huyện Văn Giang, được khởi công đầu năm nay. Qua 7 tháng thi công, liên danh 4 nhà thầu đã hoàn thành được gần 50% khối lượng công trình. Dù thời gian theo hợp đồng thi công là 18 tháng, công ty Phát Việt, một trong 4 nhà thầu đã phải mượn mặt bằng ruộng của người dân để thi công những phần việc khó như kè đắp đèn trước mùa mưa bão năm nay. Qua đó mới có không gian và mặt bằng để thi công. 5% khối lượng này là cái khối lượng mà khó khăn nhất, là nó từ nền móng, cống, rãnh, toàn bộ hệ thống thoát nước là cũng đã đạt được rồi. Và cũng đang phấn đấu và hứa với cả lãnh đạo huyện, nếu như thời tiết và điều kiện khách quan mà cho phép thì chúng tôi cũng có thể là giải được cái lớp bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư là các sở và các địa phương giải ngân chậm trong 7 tháng đầu năm nay bởi không được thuận lợi về mặt bằng để thi công. Một số nhà thầu đã được tỉnh cấp tiền nhưng chưa có khối lượng thi công bởi không có mặt bằng. Ví dụ như đường tỉnh 382B nhánh phải và trái qua huyện Ân Thi, đường Phụ Ủng Bắc Sơn dù được tính vào giải ngân của năm nay nhưng chưa thể thi công được do chưa giải phóng mặt bằng. Vướng mắc chính hiện nay là cái đang thực hiện luật đất đai 2024. Nghị định của chính phủ đã ra rồi nhưng mà đối với các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh chưa có. Tôi nói ví dụ như cái sửa đổi bổ sung cái quyết định 03 về quy định bồi thường hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đấy, rồi là cái quyết định 20, rồi điều chỉnh bổ sung quyết định 03. Thế rồi là cái quyết định 40 2019 của An tỉnh về cái bảng giá đất thì phải cụ thể cho các huyện, trong đó Văn Thi thì mới có căn cứ để tính toán được. Thế thời gian này chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đoàn của tỉnh. Với khoảng 22% giải ngân đầu tư công toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay cho thấy tiến độ đang rất chậm. Đặc biệt là năm nay, khối lượng giải ngân của Hưng Yên là gần 20.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2023. Chỉ còn 5 tháng nữa, nhất là tháng 8 và tháng 9. Vẫn bị ảnh hưởng do mưa bão nên khó có thể nhanh được. Phê bình gay gắt những cái đơn vị yếu kém mà thậm chí còn chuyển nguồn, cắt đi chứ khác, không để lại cho chủ đầu tư. Và như thế tức là có biện pháp mạnh đấy, tôi nói với đồng chí đấy. Tha nếu mà chậm nữa thì giao nội vụ, nhé, tôi giao sở nội vụ đi kiểm tra công vụ liên quan tất cả các ngành liên quan đến dự án đợt. Nếu các dự án đầu tư chậm thì chuyển nội vụ để kiểm tra công vụ. Ngành nào làm người sai, ngành chịu. Các huyện mà giải phóng sai mà chậm thì cấp huyện đã phải chịu, bởi vì một dự án nó không phải liên quan một lĩnh vực mà nó không quan đến một ngành, mà một dự án nó liên quan đến tất cả các nội dung liên quan, tất cả các huyện thành phố đều liên quan cái đó. Rồi các ngành liên quan, tức là các ngành liên quan, nên là kiểm tra công vụ thì nó sẽ ra rõ ngay là ngành nào chậm, huyện nào chậm, giải phóng một vòng chậm. Hiện nay các chủ đầu tư cũng đang tập trung các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong đó có đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình và cải cách các thủ tục hành chính trong nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng để phấn đấu tăng tốc giải ngân năm 2024 ngay trong quý 3 này, chứ không quá dồn vào quý 4 như trước. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu việc làm, tư vấn chế độ chính sách về lao động, việc làm và xuất khẩu lao động được trên 21.500 lượt người. Trong 7 tháng đầu năm, có hơn 270 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm được Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Hưng Yên tư vấn với gần 10.000 lao động được phỏng vấn. Kết quả có trên 2.200 người đã tìm được việc làm ở trên 20 lĩnh vực ngành nghề tuyển dụng ở trong và ngoài nước. Qua phân tích, tỷ lệ người được tuyển dụng việc làm thông qua phỏng vấn trực tiếp khi doanh nghiệp tuyển dụng phối hợp cơ quan xúc tiến việc làm qua sàn giao dịch cao hơn 0,4% so với hình thức tìm việc khác. Trong thời gian tới, nhu cầu lao động có tay nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục gia tăng do hàng loạt các khu công nghiệp mới như khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 5, Yên Mỹ 2, Minh Đức, Minh Quang vẫn còn nhiều quỹ đất lớn. Được biết, thu nhập bình quân đầu người tại các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đang dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng một người một tháng. Cơ hội việc làm cho lao động từ các địa phương khác đến Hưng Yên làm việc đang rất lớn. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn ngập úng, hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất do mưa ngập úng gây ra và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa bão năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố, Công ty điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tổ chức lực lượng canh gác kiểm soát hỗ trợ, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện. Tại các khu vực ngập sâu, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan chỉ đạo các ban quản lý dự án công trình, các chủ đầu tư dự án nông nghiệp, giao thông liên quan tới công trình thủy lợi khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương, tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính liên quan trực tiếp tới công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa bão, khoanh vùng những khu vực có khả năng ngập úng cục bộ, khu vực khó khăn về tiêu úng trong đợt mưa trước để chủ động bố trí máy bơm dã chiến phục vụ tiêu úng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là những công trình chính quan trọng, những vị trí sung yếu để đảm bảo tốt công tác phòng chống úng và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, vài tháng nay, trên địa bàn các phường Lam Sơn, xã Hùng Cường tại thành phố Hưng Yên xuất hiện tình trạng người dân tự ý trồng các loại cây lâu năm như nhãn, bưởi tại khu vực đất trồng cây hàng năm như rau màu, ngô đỗ, chuối. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo hai địa phương trên tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm phát sinh mới trên địa bàn, đặc biệt là tại vị trí quy hoạch, thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, kịp thời ngăn chặn về tình trạng trồng cây, đón đền bù nơi dự án đi qua. Hộ ông Thiện ở thôn Cao Xá, xã Hùng Cường có 3 sào đất bãi trồng chuối. 4 đến 5 tháng nay, ông Thiện đầu tư mua hơn 100 cây nhãn, bưởi, đường kính gốc cây từ 15 đến 20 cm để trồng xen vào ruộng chuối, lấy lý do là để dần thay thế cây chuối đã cho hiệu quả kinh tế kém. Tuy nhiên, khi được chính quyền thôn, xã giải thích, việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng này là vi phạm, nhất lại là trồng cây mới trong khu vực quy hoạch dự án đường kết nối di sản, không những không được bồi thường mà còn bị xử lý vi phạm hành chính thêm. Ông Thiện đã chấp hành nhổ, tự thu hồi các loại cây trồng mới. Bây giờ Ủy ban Nhân xã Hùng Cường và Ủy ban Nhân thành phố đã có chủ trương là không cho chúng tôi trồng nữa thì chúng tôi bây giờ đã chấp nhận và đã rổ. Qua rà soát, toàn xã Hùng Cường có trên 100 hộ vi phạm với hơn 1.100 cây lâu năm như là nhãn, cam, bưởi mới được trồng tại các vị trí quy hoạch dự án đường kết nối di sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại lô 3 bãi cụ, thôn Cao Xá với hàng trăm hộ vi phạm. Đây là khu vực chưa thực hiện dồn thừa đổi ruộng nên diện tích canh tác của mỗi hộ rất nhỏ. Phường Lam Sơn có hơn chục hộ vi phạm nhưng với diện tích lớn hơn. Ban đầu, quy trình xử lý vi phạm tại các địa phương chưa dứt điểm. Thành phố Hưng Yên đã ra văn bản đôn đốc chỉ đạo phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai xã phường, đồng thời yêu cầu các địa phương phải lập danh sách cụ thể, chi tiết diện tích vi phạm số lượng cây vi phạm, vị trí đất vi phạm, tiến hành làm việc với các trường hợp là chủ sử dụng đất hoặc người có hành vi vi phạm. Gặp gỡ các hộ dân mang cây về trồng thì cũng rất là khó khăn, bởi vì người ta thường hay là trốn, người ta mời người ta nên làm để vận động thì cũng rất là khó. Ban thôn, ban chi ủy cũng như các ngành đoàn thể cũng đã đến gặp gỡ trực tiếp đối với từng hộ gia đình mà có cây đang trồng, và cũng gặp gỡ các chủ tháo đất đang trồng cây này thì chúng tôi đã đến gặp trực tiếp động viên để tuyên truyền để đạt kết quả giao tốt nhất. Bây giờ là giữa thành phố và Ủy ban Nam Sơn là không cho trồng, là chúng tôi cũng không trồng. Đến nay, trên 90% số hộ ở hai địa phương đã ký cam kết tự thu hồi diện tích cây lâu năm mới trồng. Cam kết nếu sau này gia đình có diện tích đất thu hồi xây dựng đường kết nối di sản sẽ không có đơn thư và đề nghị hỗ trợ cây trồng lâu năm phát sinh mới. Một vài hộ còn lại không có mặt tại địa phương hoặc chưa ký cam kết, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục gặp gỡ, làm việc và sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 20 tháng 8. Ủy ban Nhân dân xã thì hàng tuần đều họp giao cái nhiệm vụ trách nhiệm cho các đồng chí là bí thư chi bộ trưởng thôn, và cũng giao cán bộ địa chính thường xuyên kiểm tra, nắm bắt được xem có hộ nào mà vi phạm mới thì sẽ xử lý ngay để triệt để. Việc thành phố Hưng Yên kịp thời chỉ đạo đôn đốc các địa phương vào cuộc sát sao nhằm giữ nguyên hiện trạng, tránh tình trạng trồng cây đón đền bù đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng là cách làm cần được phát huy nhân rộng trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên còn nhiều dự án cần đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo hiếu và lòng biết ơn. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn và áp lực công việc thì nhiều người thường quên đi việc quan tâm và chăm sóc cha mẹ mình. Họ chỉ nhớ đến cha mẹ vào những dịp lễ Tết hoặc ngày Vu Lan. Điều này mặc dù mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng lại chưa đủ để thể hiện trọn vẹn lòng hiếu thảo, báo hiếu, không nên chỉ là một hành động nhất thời mà cần trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Cụ Bùi Thị Tý năm nay 78 tuổi. 5 năm trước, trong một lần đi khám sức khỏe, cụ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự quan tâm chăm sóc và động viên của con cháu, cụ đã luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Kết quả của lần khám kiểm tra gần đây, cơ thể của cụ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Với các thành viên trong gia đình, việc bà và mẹ khỏe mạnh chính là niềm vui, là động lực để mọi người cùng phấn đấu hơn trong cuộc sống. Sự hiếu kính của con cháu dành cho cụ Tý khiến hàng xóm láng giềng nể phục. Nhà tôi thì bố thì mất sớm, khi đó là bố tôi có 40 tuổi thôi. Thì còn mẹ, còn bao nhiêu tình cảm mình phải trân trọng. Chăm nom đến mẹ, anh em con cháu sum vầy, lúc nào có tiếng cười cho gia đình được đầm ấm. Tháng nào các cháu nó cũng nhớ đến cái ngày là nó đưa đi lấy thuốc lấy men đầy đủ. Bữa nào nó cũng phải no nắng nên ăn uống. Ngày cứ phải đủ tiêu chuẩn 3 bữa. Theo bác sĩ người ta căn dặn, hưởng được cái hạnh phúc này tôi phấn khởi lắm chứ. Cũng với sự trân trọng khi mẹ còn sống, vợ chồng ông Hưng, bà Huế dù rất bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng ông bà vẫn luôn thu xếp để có thời gian chăm sóc người mẹ già năm nay đã 81 tuổi. Mỗi ngày, ông bà thay phiên nhau chạy đi chạy lại nhiều lần từ cửa hàng về nhà để lo cơm nước và trò chuyện để mẹ đỡ buồn. Trang bị đầy đủ hệ thống quạt mát và tivi để sức khỏe và tinh thần của mẹ luôn thoải mái. Đặc biệt, vợ chồng ông chưa để mẹ phải ăn cơm một mình bao giờ. Các em nó chăm sóc sớm tối, hạn như là ngoài hàng bận như thế nhưng mà nó cũng về xem là mẹ khỏe yếu, ăn uống ra sao. Cũng cảm thấy nó phấn khởi mà nó khỏe thêm một chút. Khi mẹ còn ấy thì cảm thấy cuộc sống của gia đình nó ấm áp và có hạnh phúc. Và điều mà mong muốn nhất là mong mẹ khỏe mạnh, vui vẻ với các con các cháu. Lễ Vu Lan là một dịp tốt để nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu. Nhưng điều quan trọng hơn cả là phải biến lòng hiếu thảo thành hành động cụ thể, thường xuyên trong cuộc sống. Báo hiếu không chỉ trong ngày Vu Lan mà cần phải được duy trì suốt cả cuộc đời, để cha mẹ luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ con cái. Chỉ có như vậy, đạo hiếu mới thực sự trở thành giá trị cốt lõi trong mỗi gia đình và xã hội. từ 17 giờ ngày hôm qua, ngày 17 tháng 8 đến 17 giờ ngày mai 19 tháng 8 là thời gian các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Hầu hết các trường đều có xu hướng tăng điểm chuẩn, nhất là những ngành xét tuyển khối C00 có điểm chuẩn tăng cao. Với 28,65 điểm khối A, em Phan Đức Hiếu, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp đã trúng tuyển khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành học này có điểm chuẩn là 27,8 điểm. Mức điểm nằm trong khoảng điểm dự đoán của Hiếu và gia đình. Em và bố mẹ cũng có dự đoán số điểm trong khoảng từ 27,8 đến độ khoảng tầm 28,5. Điểm chuẩn năm nay thì so với năm trước giảm đi 0,05. Tôi cũng theo dõi một số các cái khoa thuộc lĩnh vực của con tôi học, khối tự nhiên, đặc biệt là công nghệ hoặc kỹ thuật. Cái phổ điểm từ 24 đến 27 điểm, tăng nhẹ một chút. Các khối mà trường top mà cái phổ điểm trên 28 điểm thì là sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Đến nay có khoảng 200 trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Năm nay, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo khối của thí sinh đều tăng so với năm ngoái, nên điểm chuẩn bằng hình thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường đều có xu hướng tăng nhẹ từ 0,2 đến 2,5 điểm. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành hot năm 2013 như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính của trường Đại học Bách Khoa, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghệ lại có điểm chuẩn giảm nhẹ. Trong khi đó, điểm chuẩn tổ hợp văn sử địa năm nay hầu như trường nào cũng tăng. Điều này không nằm ngoài dự báo khi số lượng thí sinh dự bài thi khoa học xã hội tăng, điểm thi cũng cao hơn năm 2013 rất nhiều, nhất là khối khoa học giáo dục đào tạo. Nhóm ngành sư phạm văn sử địa phá vỡ mọi kỷ lục điểm chuẩn trước đó của các trường. Như ngành em chọn là ngành vật lý kỹ thuật của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thì trong khoảng dự đoán của em là khoảng từ 24 đến tầm 25 điểm rưỡi. Nhưng sau khi biết điểm chuẩn thì em cũng khá là bất ngờ vì điểm chuẩn lên tới tận gần 26 điểm. Lúc đầu thì em cũng định xét ngành sư phạm tiểu học của trường Đại học Giáo dục. Năm ngoái thì em thấy điểm chuẩn là rơi vào khoảng tầm 27, nhưng mà năm nay lên gần 2 điểm. Em biết là bản thân khó mà có cơ hội có thể đạt được cái nguyện vọng 1 mà mình mong muốn, nên là em đã đổi sang khối D01. Trên cái phổ điểm mà Bộ Giáo dục công bố thì các em cũng thấy là cái điểm của các môn thuộc về chuyên ngành xã hội như là văn sử địa cao. Chính vì vậy mà các em cũng lựa chọn để làm sao chọn những cái khoa hợp lý, và nhà trường cũng dự đoán là điểm chuẩn của một số trường như là trường sư phạm hay là trường luật hay là trường báo chí sẽ tăng lên, bởi vì do cái điểm của các cái môn xã hội là cao. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến 17 giờ ngày 27 tháng 8. Sau khi hoàn tất xác nhận trực tuyến, tùy theo lịch thông báo cụ thể của từng trường, thí sinh sẽ đến trường làm thủ tục nhập học trực tiếp. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn. Xã Giai Phạm vừa xây mới và đưa vào sử dụng 3 nhà văn hóa thôn Yên Phú, Giai Phạm và Lạc Cầu với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã. Các nhà văn hóa này đều khang trang, hiện đại và đầy đủ cơ sở vật chất. Mỗi nhà văn hóa có tổng diện tích trên 1.000 m², bao gồm hội trường rộng từ 300 chỗ ngồi trở lên, khuôn viên có sân chơi, sân tập thể thao và các công trình phụ trợ. Đặc biệt, tại thôn Yên Phú, nhân dân còn xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng để xây dựng cụm 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo trong khuôn viên nhà văn hóa. Với việc 3 nhà văn hóa thôn mới được đưa vào sử dụng thì hiện nay tất cả 4 thôn trong xã Giai Phạm đều có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn. Địa phương này đã hoàn thiện tiêu chí văn hóa của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã Mỹ Hào tổ chức hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hè năm 2024. Tham gia hội thi có 13 đội thi với hơn 800 đội viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các đội đã tham gia thực hành nghi thức đội thông qua các phần thi như thi các đội hình nghi thức, đội hình hàng ngang, hàng dọc, chữ U, vòng tròn, các động tác cá nhân tại chỗ và di động, kiểu chào đội viên, tháo thắt khăn quàng đỏ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích và 1 giải chỉ huy đội xuất sắc cho các đội tham gia dự thi. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện 1994-2024, Đây cũng là dịp kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện nghi thức, nghi lễ của đội, chương trình rèn luyện đội viên tạo điều kiện cho các em đội viên, chỉ huy đội có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của đội, góp phần xây dựng đội vững mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.